Má ơi, đêm nó gió đi đáy, đáy tới một nửa rồi. Tàu nó đi nó lắc đều hai bên, mới đầu lắc thì không sao nha. Đây là cuộc hẹn đi Cao Bằng từ đầu năm tới cuối năm của tụi mình, có lúc tưởng chừng như tạch rồi đó. Thế mà cuối cùng cũng đã thực hiện được. Mọi người có công nhận với mình rằng nhiều người vừa mới gặp đã cảm thấy thân quen, còn có những người cả đời này chỉ gặp được đúng một lần đúng không nào? Năm ngoái mình có đi Hà Giang một mình, ghép tour xong cái quen hai bạn nữ này. Thế nào nhân duyên từ hồi đó đến giờ tụi mình đi chơi cùng nhau quá trời. Tính ra là đi được 7 nơi rồi. Cuối cùng hẹn nhau cuối năm đi Cao Bằng chỉ để cho tròn 8 nơi. Hồi đầu tụi mình tính đi máy bay rồi. Thế mà hai thằng ngựa lại đòi đi tàu hỏa để trải nghiệm, với tâm lý rằng lên tàu hỏa sẽ ngồi ngắm cảnh hai bên đường. Nhưng thực sự đó chỉ là suy nghĩ của hai thằng thôi nhá. Lên tàu thì đi 37 tiếng, lâu vãi chưởng. Hai thanh niên lên tàu cái là bắt chuyện với cô chú giường dưới luôn. Đoạn này là đang muốn phét ra Hà Nội để thăm người yêu đây này. Nhưng mà thăm ở một diễn biến khác Thế nha. giờ mình ra mình phát hiện nó có người Ôi mới trời thì ơi. bỏ luôn nhỉ, cô chú này. Không không lưu luyến gì ạ? Trời ơi, mất chịu mấy chừng đấy à. Nghĩ tới cảnh mà nó có người mới mà đau đớn lòng. Hay là thôi không đi nữa nhỉ? Nhưng mà biết được nó người ta có lấy mình không chứ? Khổ. Mình đi làm thế này nó ở nhà quen đứa khác. Có khi giờ về về ngoài đấy có khi nào nó lại. Ôi, tụi con trong này cũng có người khác thì chạy chạy. Đâu có, tụi con làm gì có. Nếu mà có thì lại không đi về ngoài đấy rồi. Tiện review cho mọi người, bữa sáng có mì thịt bò. Cái quả này 40k, có ít thịt bò với rau và mì. Không biết sao chứ mình thấy nó nhiều mỡ và không ngon mấy nhá. Ăn xong lại ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Nói chứ để mà ngắm cảnh thì mình khuyên là không nên đi tàu để ngắm cảnh nhá. Mọi người có biết cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là gì không? Là cái nhà vệ sinh trên tàu ấy. Má ơi, đêm nó gió đi đáy, đáy tới một nửa rồi. Tàu nó đi nó lắc đều hai bên, mới đầu lắc thì không sao nha, mà lắc đều một hồi cái nước trong bồn cầu mình cảm tưởng nó sắp ụp ra giày mình luôn. May quá tới đoạn chuẩn bị đi, nó ụp thì tàu hết lắc. Đây là bữa trưa 55.000 của mình, có đây là bữa tối 75k. Mọi người thấy nó khác nhau đúng không? Khác và ai, nó khác nhau về giá ấy. Hay là mình cũng không hiểu tại sao có sự chênh lệch như vậy, không biết nữa. Mà hay nha, trong phòng mình có bé này 23 tuổi, mới đầu lạnh lùng lắm. Mà tụi mình tính hay bắt chuyện, nhưng mà bắt chuyện với bà giường bên cạnh. Nói chuyện với bà mà bé ngồi nghe nó cứ cười cười khanh khách ra. Bé nó kêu bé nó biết xem bó chỉ tay. Rồi chơi luôn, mình cho bé nó xem tay mình và cho mọi người nghe này. Chưa có tiền. Chưa, tâm đến rồi anh chưa có. Ừ, rồi. Chỉ 1 triệu Lên tàu ngủ 2 đêm cái sáng ra tà tới Hà Nội liền. Ra Hà Nội mà không thử món phở là hơi bị phí ấy nhá. Đố mọi người biết món phở gì là phở ngon nhất? Chắc chắn rằng rất ít người biết món này. Món phở Đồng Tái á. Ai thử món này rồi thì comment cho mình biết xem nào. Trước khi lên xe đi Cao Bằng thì mình có làm ngay một bát bún chả Hà Nội mà công nhận ngon dã man luôn đấy. Hồi hẹn mọi người ở video hành trình của tụi mình đi Cao Bằng nhá.